Vậy nhà cửa Canada Mỹ có sập giá không anh? Có, khi mà nó ngưng chạy hết không ai có tiền mua. Nói chung là nền kinh tế thế giới sẽ bị ứ động lại, ở đâu cũng sẽ bị gặp khó khăn và trao đảo hết. Ở hiện tại mình mới có bắt đầu bước vô cái ngưỡng cửa của chiến tranh thứ ba, nhưng mà nó chưa có thật sự là chiến tranh thứ ba, nó chỉ là chậm chậm để cho những cái nước như Trung Cộng là nó học bài học. Mà muốn đánh thiệt thì lúc đó nó cũng đánh nhẹ hơn, nó không có hội đồng giống như vừa Liên Xô mà Trung Cộng, mà hai thằng đó mà nó hợp tác đánh nhau thế giới chịu có nổi. Cho nên ở trên nó cho các bạn ok, Trung Cộng trước mà Nga trước, Nga thua xong tất nhiên Trung Cộng đánh, Trung Cộng thua, tức là ở trên nó tỉa từ thằng trước, tỉa Nga trước rồi đó tỉa Trung Cộng, rồi sau đó còn mấy nhí nhí sao tự động ngã theo, ẹt theo vậy đó, bao bóng thằng vậy đó. Chứ còn hai thằng một lượt á thì mình cũng mệt á. Bữa giờ Diêu Khen Dân cũng chết cũng thảm, lính của Liên Xô chết cũng 17.000 ha, xe tăng trái cũng đâu mấy nghìn chiếc, quá trời thê thảm. Mà nếu mà hai thằng mà bữa mà đánh một lửa là thôi bây giờ mình thành bình địa rồi, trái đất này đâu có xài được. Mục đích ở trên đó cha mẹ với chư Phật giữ cái trái đất này lại cho mình nguyên vẹn. Nhân loại người nào mà hết phước thì hy sinh kỳ này chết, mà chết rất là ít, chứ không có phải là 10 chết 7 còn 3, 10 có thể chết 3 còn 7, đi ngược lại một chút.